Chạy bộ là động tác rất căn bản để tập luyện sức bền và thể lực toàn diện. Nhưng là thế nào chạy cho đúng? Vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng đi qua một vài lưu ý về tư thế chạy chuẩn. Thế thì lưu ý quan trọng nhất khi chạy. Việc đầu tiên, các bạn để khuỷu tay một góc 90 độ. Chúng ta sẽ tránh việc đánh quá mạnh như thế này, và cũng không kiểu vung vẩy như này, mà chúng ta sẽ cố gắng giữ khuỷu tay ở mức chuyển động tối thiểu nhất có thể. Lưu ý thứ hai, các bạn sẽ nghiêng nhẹ người lên phía trước một chút. Chúng ta sẽ không thẳng quá như này, cũng không cong quá như này, mà sẽ cố gắng gồng bụng và giữ cho cả người thành một đường thẳng và cổ mình nghiêng nhẹ lên phía trước. Lưu ý thứ ba, chúng ta sẽ dậm cả bàn chân xuống. Các bạn lưu ý bàn chân, cố gắng làm sao cho cả chân mình cùng dậm xuống đất như thế này. Tránh việc dậm bằng gót hay bằng mũi chân. Mũi chân là dành cho chúng ta khi muốn chạy bứt tốc. Lưu ý thứ tư, đặt chân xuống sao cho thẳng chính giữa với người. Đừng đặt lên phía trước như này, và đừng đặt ra sau quá như này. Luôn đặt sao cho chân thẳng chính giữa so với trọng tâm của bạn. Việc toẹ chân ra sẽ rất có hại cho đầu gối về sau, cho nên luôn giữ chân ở một đường thẳng. Lưu ý cuối cùng, đấy là về việc thở. Thế thì trong khi chạy, mỗi người sẽ có một cách thở và một nhịp thở khác nhau. Các bạn không nhất thiết phải cố gắng bắt chước theo nhịp thở người khác làm gì, mà cái quan trọng nhất là cố gắng hít sâu, thở đều. Lúc mới chạy chúng ta có thể hít thở bằng mũi, sau đó nếu như mà thiếu oxy chúng ta có thể hít thở bằng miệng chẳng hạn. Luôn luôn hít sâu, thở đều, giữ người thẳng. Vừa rồi là một vài lưu ý nhỏ về việc chạy. Về sau bọn mình sẽ làm nhiều video nữa liên quan đến kỹ thuật chạy, các cái chấn thương, việc phòng tránh vân vân. Thế thì các bạn nhớ like fanpage của Fit & Grit, subscribe kênh YouTube, share video này nếu mà thấy có ích, và có bất cứ câu hỏi nào đừng quên nhắn tin và hỏi bọn mình nhé. Nhớ vào trang fitandgrit.vn.